Thế thì hôm nay chúng ta nói thêm một chút để bổ túc về cái pháp môn gọi là bẻ gãy thấy tam giác. Khi mà nhân vật A nói, tuyên bố hoặc làm cái gì đó mà B nhận thấy rằng cái lời nói hay cái cử động đó đã gây nội kết ở trong con người B, thì theo nguyên tắc B phải tới với A để mà hỏi lại. Tại vì B làm như vậy là trên cái căn bản rằng nhận thức rằng là cái tri giác của mình có thể sai lầm. Tại vì tri giác của chúng ta rất dễ bị sai lầm. Phải công nhận điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta có cái ý thức, có cái chánh niệm rằng tri giác chúng ta có thể sai lầm, thì nó đã đỡ cho chúng ta rất nhiều rồi. Có thể mình đã nghe lầm, có thể mình đã thấy lầm. Tại vì sự thực là tri giác của chúng ta đầy dẫy sai lầm. Vì vậy cho nên cái cảnh giác đó nó giúp cho mình đừng có nắm chặt lấy cái tri giác đó mà phải đem ra thí nghiệm lại, tức là phải tới với A để hỏi hỏi lại một lần nữa. Đó là cái thực tập căn bản của chúng ta. Phải tới B, phải tới với A. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có thực tập cái điều đó ngay từ lúc ban đầu, thì đến khi nội kết nó trở thành lớn rồi, thì cái chuyện A tới với B, B tới với A nó trở thành ra khó khăn. Mà cố nhiên khi mà khó khăn rồi thì chúng ta phải cầu cứu tới C. Có khi B trực tiếp thấy và nghe, nhưng mà rất nhiều khi B thấy và nghe qua trung gian của R. Trường này thường xảy ra, mình không có trực tiếp nghe, mình trực tiếp thấy, mình học được được điều đó qua trung gian của một nhân vật khác gọi là R. Trường này nó xảy ra hàng ngày. Thì phân tích mà cho kỹ lưỡng thì mình thấy rằng khi mà lặp lại một điều của một người khác nói cho một người khác nữa, đó là một điều rất là nguy hiểm. Đó là một điều rất là nguy hiểm. Tại vì ít khi mình có thể học lại đúng như là những cái lời của người kia nói, tại mình không có nhớ. Ví dụ như trong bài của sư cô Thoại Nghiêm có cái câu thơ của cụ Nguyễn Du mà sư cô bắt được vào ngày Tết đó, thì sư cô lặp lại hai cái câu đó cho thầy, hai câu đó đã chép sai. Mỗi câu đều đã có ít nhất là một hoặc hai chữ sai. Mà cái bài của mình đó, chứ không phải là bài của sư anh hay là sư chị hay là sư em. Cô Nguyễn Du không viết như vậy. Cô Nguyễn Du viết hai câu khác
Thì đó là một cái ví dụ thôi. Thì khi mà nhân vật R mà lặp lại cái cử chỉ, thuật lại cái cử chỉ hay là cái lời nói của A cho B, thì B phải biết rằng có thể R đã không có lặp lại một cách trung thực. Có một bữa có một cháu về Lằng Hồng thưa với sư cô chân không là: bạch sư cô, má con muốn xin sư cô gửi cho má con một cuốn sách áo sơ mi trắng. Lằng Hồng làm gì có cái áo sơ mi trắng, cuốn sách gì mà áo sơ mi trắng. Nhưng mà sư cô chân không là người cũng khá thông minh. Sư cô nói chắc chắn là đường sơ mi trắng. Mà thằng này nó bà chớp bà nhoảng, thành nó nay là cuốn sách gọi là áo sơ mi trắng. Tại đường sơ mi trắng có vẻ khó hiểu quá, trong khi áo sơ mi trắng là cái chuyện hàng ngày. Thì trong trường hợp đó là một trường hợp may mắn. Còn nếu không may mắn thì sẽ sư cô sẽ viết thơ nói rằng là: ở đây làm gì có cái sách áo sơ mi trắng, thành nó không có gửi. Vậy thì cái chuyện áo sơ mi trắng nó xảy ra như cơm bữa. Những cái điều mà R báo cáo lại cho B nó có thể rất là sai lạc. Cho nên khi mà quý vị nghe một cái điều gì báo cáo từ cái nhân vật gọi là R đó, thì quý vị đừng có tin, đừng có tin ngay, và đừng có nổi nóng lên hay là nỗi buồn lên. Nó uổng lắm, nó uổng lắm. Nếu mà có nghe thì nói: vậy hả, để tôi tới tôi hỏi lại coi. Và mình phải làm như vậy. Mình đi tới mình hỏi, hoặc là mình cũng đi tới với người này mình hỏi. Tại vì người đó là anh của mình, người đó là em của mình, người đó là chị của mình, người đó là học trò, cùng học trò với thầy mình. Và cái hạnh phúc của chúng ta nó tùy thuộc vào sự thực tập này rất là nhiều. Trong khi giảng dạy cho người đời thì thầy có đem cái ví dụ của một cặp tân hôn, hai người trẻ cưới nhau, và chỉ nổi trong 15 ngày sau khi cưới thì họ tổ chức một cái buổi tiếp tân. Mà trong cái lễ tiếp tân bạn bè tới rất nhiều, thì người thiếu phụ trẻ nhận thấy chồng mình ăn nói rất là ba hoa, tức là nói quá sự thật. Tại vì muốn cho oai đó, nói quá sự thật. Thì cái khuynh hướng muốn khoe, muốn làm cho mình là oai, nó có ở trong con người của mỗi người. Thì đây là ngày thứ 15 của cái cuộc gọi là sống chung. Và người vợ trẻ thấy chồng mình như vậy, không có nói đúng sự thật, nói dốc, thì tự nhiên trong tâm nó nảy sinh ra một cái nội kết là không có phục chồng. Tại trước đó mình coi anh là trời thần, nhưng bây giờ mình thấy anh nói một cái điều không có thật. Thì nó có một cái chút, một cái hạt giống của cái sự khinh khi nó nảy ra ở trong cái trái tim của người vợ trẻ. Mà mình biết đó là một sự đe dọa, tại vì khi mà mình không có kính người kia thì mình không có thương trọn vẹn. Và không thương trọn vẹn thì không có hạnh phúc. Trong kiểu có câu là: trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Tức là khi mà sống với nhau nhưng mà trong cái lòng mình đã hơi khi rồi. Đó là lời nói của Thúy Kiều khi mà Kim Trọng tính ôm Thúy Kiều. Đó là trước hôn phối. Thì
thì quý thí chủ xê ra một bên nói anh đừng có làm như vậy. Tại vì nếu chúng ta không có giữ lễ giáo mà chúng ta có liên hệ nhục thân bây giờ đó, thì sau này đến ngày cưới trong anh sẽ có hạt giống của sự khinh khí em, và như vậy hạnh phúc của chúng ta không có đầy đủ. Một cô gái đó đã có tuệ giác mà lòng rẽ rúng, nó đã có ở trong trong anh rồi, thì cái hạnh phúc không có tuyệt diệu, không có tuyệt tuyệt hảo. Vì vậy cho nên khi mà người vợ trẻ mà thấy anh chàng ba hoa nó dốc thì tự nhiên trong lòng nó mất cái sự kính phục. Mà khi mà vợ mất cái sự kính phục chồng á, thì mình thấy cái hạnh phúc đã bắt đầu bị đe dọa, tuy là một chút xíu thôi nhưng mà sau này nó trở thành ra quan trọng. Thì nó liên hệ huynh đệ, liên hệ thầy trò nó cũng như vậy. Thành ra theo cái nguyên tắc thực tập thì tối hôm đó sau khi rửa ly rửa chén xong thì người vợ trẻ phải tới ngồi gần anh chồng, có thể ngồi im lặng trong một vài phút, nắm tay chồng và hỏi: nè anh, hồi sáng anh có nói như vậy không? Tại sao anh nói như vậy? Rất là quan trọng. Nếu lúc ban đầu mà không thực tập như vậy thì sau này nó đổ vỡ hết. Thì có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cô ta có vọng tưởng, tức là cái thấy sai lầm, thì anh chàng có cơ hội giải thích cho cô: anh nói như vậy là đúng, là tại vì em chưa biết đó, sự thật nó như thế này, thế này, thế này. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là anh chàng quả thật là có nói dốc, thì anh nói rằng: anh xin lỗi, từ rày về sau thì anh sẽ không làm như vậy, tại vì làm như vậy chứng tỏ rằng anh không phải là người trung thực. Và khi mà hai vợ chồng có được 2 hay 3 phút đồng hồ để giải tỏa cái nội kết đó nơi người vợ trẻ, thì cái khối nội kết nó tan. Nếu không thì nó còn đó. Và lần thứ hai nữa nó lớn lên, lần thứ ba nữa nó lớn lên, lần thứ tư nữa nó lớn lên. Và cái hạnh phúc nó tan ra. Có một thiếu phụ đã sống với chồng 20 năm. Mà cái nội kết đầu của cô ta đối với anh chàng chưa có thể nói ra được. Là trước ngày cưới cô ta có đọc một số sách và cô ta rất rất thích, cô ta muốn giữ làm gia bảo. Nhưng mà đến ngày cưới dọn nhà thì anh ta không cho mang theo những cái sách đó, tại vì sợ gây lộn, ngày đầu không tốt, cho nên cô ta nhịn. Rồi thì bận rộn về công việc hàng ngày này kia cái nọ, thành ra không có nói tới. Rồi nói rằng chả cái chuyện ngày xưa nói tới làm gì nữa, thêm buồn, thêm bực. Và cứ nuôi dưỡng cái nội kết đó, rồi thì cộng thêm những cái nội kết khác nữa. Thành ra đến cái năm thứ 20 thì nội kết ở trong cô đầy dẫy. Và trong khóa tu kia thì cô biết rằng phải giải tỏa nội kết mới có hạnh phúc. Thành ra trong cái công tác thực tập của cô có viết cho thầy một cái thơ 30 trang và nói về tất cả những cái đau khổ mà cô chịu đựng trong 20 năm nay với anh chàng. Và nói: bạch thầy, ngồi trên máy bay, thầy đọc cái thơ này cho con. Đọc xong thì thầy mở cửa máy bay, thầy vứt xuống dưới biển. Làm như là mình ngồi trên đó, mình mở cửa máy bay vứt xuống dưới biển được. Tất cả những cái đau khổ chứa chất mà con đã chứa chúc trong vòng 20 năm. Cả năng nguyên tắc của chúng ta là khi mà có một nội kết dầu nhỏ bé tới cách mấy đi nữa, mà nếu chúng ta muốn có hạnh phúc
với cái người đó, thì chúng ta phải tới với người đó để giải quyết liền lập tức. Mà chúng ta đã được trao truyền những cái phương pháp là tới với người đó thì phải lặng lẽ, phải tươi cười. Mình cho mình một cơ hội và mình cho người đó một cơ hội. Đừng có làm như là thiếu phụ Nam Sơn hay là anh chàng Trương. Đừng có lặp lại cái lỗi lầm vĩ đại đó. Mà trong hiện tại hàng triệu người đang lặp lại. Vậy thì cái điểm đầu là phải bắt đầu ngay từ đầu. Đừng có đợi. Đừng có đợi đến khi nội kết nó nhiều rồi mới làm. Phải cần tới C. Điều thứ hai mà mình cần phải học đó, là khi mình nói ra một điều gì đó về một người nào thì tốt hơn là mình nói trực tiếp với người đó mà đừng qua trung gian một người thứ hai. Bất lực gì mới nhờ một người thứ hai nhắn. Mà có khi mình không có nhắn nhưng người thứ hai nghe rồi về lặp lại với người này. Có khi chúng ta nói một điều gì về một người thứ hai, về một người thứ ba, thì chúng ta lại dặn đừng có nói cho anh đó biết tôi nói như vậy. Đừng có nói cho chị đã biết tôi nói như vậy. Đừng có mét thầy. Tất cả những cái điều đó mình phải quán chiếu, mình nói rằng là cái nguyên tắc thực tập là mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cái cử động và những cái lời nói của mình. Thế khi mình nói ra một câu nào thì mình phải ký tên, nói rằng tôi xác nhận, tôi chịu trách nhiệm về những cái lời mà tôi vừa mới nói. Phải như vậy. Dù là mình ở một mình ở trong phòng tối. Tại vì tuy không có ai ở trong phòng tối, nhưng mà ít nhất là có hai người. Một là mình, và hai là buộc ở trong mình. Ngày xưa có một cái người đem vàng tới để hối lộ một vị quan. Ông này thanh liêm. Thành ra ông này nói thôi ông đem vàng của ông về đi, tôi cố gắng tôi giúp ông, tôi không có lấy vàng của ông làm gì. Thì cái ông hối lộ mới nói rằng là bấm quan lớn có nhận, cứ nhận cái số vàng này, có ai biết đâu. Thì ông quan đó trả lời tại sao là không có ai biết. Tôi biết, ông biết, trời đất, trời biết và đất biết. Tại sao ông nói không có ai biết? Đó là câu chuyện về xảy ra ở bên Tàu ngày xưa. Vậy thì mình đừng có cái hành động nào hay là cái lời nói nào mà mình nghĩ rằng không có ai biết. Tất cả những hành động của mình phải ký tên. Tất cả những cái lời nói của mình phải ký tên. Và đừng có nghĩ rằng cái người kia sẽ không có nghe. Người kia thế nào cũng nghe. Và mình càng dặn giữ kỹ thì cái đó nó lại càng tới mau nữa. Đó là nguyên tắc thực tập, là chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái lời nói và hành động của mình. Có khi mình nói như vậy mà tại sao thầy biết được à? Tại sao thầy không biết? Tại vì thầy có ở trong mình mà.
Nếu mình biết thì thầy cũng biết chứ gì nữa. Tại sao phải chia thầy ra làm cái thực thể khác? Mình đang thực tập thầy với mình là một mà, vô ngã mà. Tại sao nói là mình nói cái điều đó đâu có ai đâu. Vậy mà tại sao thầy biết được? Trong đó có cái hàm ý là tất một người nào đó đã đi mất thầy. Mà trên cái sự thực tập của mình là bất cứ một cái gì xảy ra là tất cả chúng ta đều phải nên biết hết. Bất cứ cái gì nó xảy ra cho một thành phần của tăng thân thì bốn phần của tất cả chúng ta đều biết hết. Mà thầy là một thành phần của tăng thân, thầy cũng phải biết. Bởi vì vậy cho nên không có cái chuyện giấu giếm. Hay mình nói cái gì thì mình cứ nghĩ rằng cái lời nói của mình đây tất cả mọi người đều sẽ nghe. Cái hành động của mình đây tất cả mọi người đều sẽ nghe. Đó là cái thực tập của mình. Tức là mình chịu hoàn toàn, mình thề nguyện, mình chịu hoàn toàn tất cả những cái lời nói và những cái cử chỉ của mình. Tất cả mọi người đều biết cũng vậy. Cả thế gian này đều biết cũng vậy thôi. Phải học cái phương pháp đó. Không phải là khi mình đối diện với một người mà mình phải thực tập cái đó. Khi mình ở một mình ở trong phòng, mình cũng phải thực tập điều đó. Không có cái gì mà trong tương lai nó không có được hiển lộ ra. Cho nên trong khi A mà ngồi với R mà nói về B thì A phải có ý thức rằng tất cả những cái điều mà mình nói với R, B có thể sẽ biết hết. Và vì vậy cho nên A nói rằng tại sao mình phải nói với R, tại sao mình không có tới thẳng với B mà nói, nó an ninh hơn. Tại vì dầu cho R có lặp lại đúng từng chữ của lời mình nói thì B vẫn có thể hiểu lầm mình như thường. Tại cái giọng nói nó đã khác rồi, cùng những chữ đó nhưng mà cách nói nó cho ta một cái ý, một cái cảm tưởng khác. Như cái câu rất tầm thường nói tại sao không đi ăn cơm đi, mình có thể nói bằng cách khác, nó trở thành một sự trách móc. Mà khi mình nói tại sao không đi ăn cơm, mình có thể nói với tất cả tình thương. Nhưng mà người kia lặp lại cũng những chữ đó, tại sao không đi ăn cơm, nó trở thành một cái trách móc, tại vì đó là cái giọng nói. Chúng ta phải biết hết tất cả những cái điều đó để chúng ta thấy cái sự nguy hiểm là muốn nói cái gì về B, hãy đến nói trực tiếp. Đó là sự thực tập của A. B cũng vậy. B nghe cái điều gì của R thì phải nghĩ rằng có thể R đã tiếp nhận sai, hoặc cái cách trao truyền lại của R nó có sai. Vì vậy cho nên tốt hơn hết là mình phải vượt cái hàng rào này, đi tới với A để tìm tới cái nguồn gốc của những câu nói đó hay là những cái hành động đó. Nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có nắm vững được những phương pháp này thì chúng ta không có thể thiết lập được, tạo dựng được một cái tăng thân có hạnh phúc. Mà quý vị đã dư biết rằng nếu không có cái tăng thân có hạnh phúc thì sự chuyển hóa của những thành phần tu học trong tăng thân nó sẽ rất là khó khăn. Nếu chúng ta là R thì chúng ta phải thực tập cho lắm. Nếu chúng ta nghe A nói về B thì chúng ta phải nói rằng tại sao anh không có nói thẳng với B đi. Những cái điều này tôi nghĩ rằng là anh nói thẳng với B đi. Nếu anh muốn tôi nghe thì
tôi sẽ đi theo anh. Nhưng mà anh nói thẳng với B, tại sao anh nói với tôi làm gì? Nói với tôi thì có thể là tôi nói với người khác, rồi tam sao thất bổ, rồi có sự hiểu lầm. Và liên hệ của chúng ta, giữa chúng ta là liên hệ anh em mà, tại sao chúng ta không nói thẳng? E là phải thực tập như vậy. Và trong trường hợp mà R phải báo cáo lại một cái điều mà R thấy cần thiết đó, thì R phải nói rằng là em nghe như vậy đó, nhưng mà em không có chắc được. Muốn cho chắc thì anh phải trực tiếp với người kia để hỏi. Có thể là em nghe lầm, có thể người kia nói không rõ. Thì khi mà B tới với A, nó có rất là nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, là A có thể có trường hợp giải thích cho B để B tan nội kết. Thứ hai là A thấy A đã lầm lỗi, A tự hối, A nguyện rằng sau này sẽ không làm như vậy nữa. Đó là hai cái lợi rất là lớn. Con đường ngắn nhất là con đường thẳng. Thành ra chúng ta ai cũng là A cả. Chúng ta phải thực tập như là A. Chúng ta ai cũng là B cả. Chúng ta phải thực tập như là B. Chúng ta ai cũng là R cả. Chúng ta phải thực tập là R. Ở trong ta có ba cái nhân vật đó. Và khi mà chúng ta có khuynh hướng tới với C để than thở, thì chúng ta phải thực tập với tư cách B. Chúng ta biết rằng chúng ta không có thể tới với A được, tại vì cái nội kết đã quá lớn rồi. Ta phải tìm tới C, mà ta biết rằng con đường đó là con đường nguy hiểm. Con đường nguy hiểm, tại vì chúng ta biết rằng C thường thường là cái người mà ta có cảm tưởng là ta có thể liên minh chống A được, ta mới tới. Thành ra mình phải hỏi rằng khi mình tìm tới C, có phải là mình đang tìm tới một liên minh để than thở hay không? Chúng ta thấy có những người, đàn ông cũng như đàn bà, họ gặp nhau là để họ than thở. Họ than thở giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, tháng này sang ngày khác, mà không có bớt khổ gì hết. Cho đến nỗi người kia nghe nhiều quá, nhàm quá, và vậy bên này cứ nói, thành nó mới có cái câu là biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thành ra cái chuyện than thở nó không có đi đâu, đi tới đâu hết. Và mình cứ tin rằng mình đau khổ như thế này, mình than thở nó sẽ bớt. Mà than thở này có thể là tưới tầm hạt giống trong mình và tưới tầm hạt giống trong người kia. Chỉ trừ khi mình đi cầu cứu. Mình đi cầu cứu, mình tới với C thì tới được, nhưng mà phải tới với cái mục đích là đi cầu cứu. Và phải ý thức được rằng C không phải là cái thành phần mà mình muốn liên minh để chống lại B. Cái đó rất là quan trọng. Trong tâm thân chúng ta biết đó, là có những thiền sinh họ không có vững chãi gì hết, mà trong sự tu tập thì họ được dạy rất rõ ràng là khi mình không có vững chãi thì mình phải tìm chơi với cái người vững chãi và tránh những cái người không vững chãi khác. Ấy vậy mà mỗi khi có vấn đề, có khó khăn, có khổ đau, họ cứ tìm tới những người không vững chãi để chơi. Quý vị có thấy rõ không?
Tại vì đó là khuynh hướng đi tìm một cái tâm hồn bầu bạn để chia sẻ những cái khổ đau. Cái khuynh hướng đi tìm tới những cái người cùng khổ đau như mình, cùng niềm giận như mình, làm khuynh hướng rất tự nhiên của con người. Và mình phải chống lại cái khuynh hướng đó. Khi mà mình cần một người, khi mà mình thiếu vững chãi thì mình phải đi kiếm một người có sự vững chãi để mình tìm tới. Vì vậy cho nên nếu B không có tới với A được thì phải cái C mà mình tìm tới mình phải chọn rất là kỹ, và với mục đích không phải là để than thở, để liên minh. Không than thở, không liên minh. Chúng ta biết rằng những cái nhà trị liệu tâm lý đó, họ ngồi nghe người ta than thở, họ lấy tiền. Tại vì có những người đau khổ quá mà không có biết than thở với ai, trong gia đình nó hoàn toàn biết lấp, thành ra thử ra không có bạn để than thở. Đôi khi có một vài người bạn tới than thở quá, thành ra người đó cũng ngán luôn, không có trả lời telephone, không có dám mở cửa nữa. Thành ra bây giờ phải tìm tới cái chuyên viên nghe than thở, và ông này phải mở cửa, phải tiếp nhận mình để cho mình than thở, tại vì ông lấy tiền mình. Đó là các nhà tâm lý trị liệu. Và vì vậy cho nên thực tập không nghĩa là than thở, không nghĩa là đi liên minh, mà cầu cứu, cầu viện, cầu soi sáng. Cầu giúp đỡ, cầu hỗ trợ. Thì C là phải cái người như vậy. C phải ngồi lắng nghe. Lắng nghe để dùng chánh niệm tuệ giác của mình để soi sáng cho B. Và nếu cần thì C hỗ trợ cho B. Hỗ trợ cho B để B có thể trở về với A được và giải quyết những nội kết. Và C cùng đi với B để tới với A. Và như vậy thì C bẻ gãy thế tam giác. Không có bao giờ thế tam giác thành hình được hết nếu mà C thực tập. Trách vụ của B là đừng để cho thế tam giác thành hình. Nhưng mà B có thể không tu, không thực tập, cho nên đã tạo ra hai đường của tam giác. Và bây giờ đây là cơ hội chót, C phải làm thế nào để đừng có tạo thành thế tam giác. Chúng ta biết rằng cái sự thật nó không phải là tam giác, nó nhiều hơn tam giác. Tại vì C sau đó có thể đi với D, rồi D có thể đi với H. Nó tạo ra một cái mê hồn trận không có thể thoát ra được. Mê hồn trận dịch là maze, tiếng Anh là maze. Bắt đầu từ đầu để cho cái tình trạng không tới được với người kia nó không có xảy ra. Thứ hai là chịu trách nhiệm hoàn toàn về thân và khẩu của mình. Và cái người mà biết lãnh trách nhiệm về những cái lời của mình và cái hành động của mình thì không cần phải dặn là đừng cho người kia biết. Cái người thực tập không có cần phải dùng cái đó. Và đối với B, ngoài cái sự thực tập
hai cái đầu còn phải thực tập, là mình không có đi tìm xe để than thở, không có tìm người liên minh, mà mình tìm tới một người mà với người đó mình có thể cầu xin được sự soi sáng cho mình. Đôi khi người đó soi sáng cho mình hết dẫn A liền lập tức, khỏi cần tới A, nếu tới thì nói xin lỗi chị, hôm trước em hiểu lầm chị, em có tội lắm, nhưng mà nhờ nhờ C thành em hiểu được, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Và cầu hỗ trợ. Chúng ta phải thực tập cho thật vững chãi, để sau này chúng ta mới có khả năng xây dựng cái tăng thân. Chúng ta sẽ chia sẻ, sẽ dạy cho những người khác, họ làm như vậy thì mới có hạnh phúc được. Cái hạnh phúc trước hết là hạnh phúc của chính chúng ta. Vậy thì khi chúng ta nói hay khi chúng ta viết thơ, thì chúng ta nên nhận cái trách nhiệm của lời chúng ta nói và lời chúng ta viết thơ. Tại có những câu chúng ta viết 30 năm sau chúng ta sẽ đọc lại. Mà cái câu đó sẽ do một người khác đưa cho chúng ta đọc lại, mà chúng ta không có ngờ cái người đó có thể đọc được cái câu thơ đó, câu trong lá thơ đó. Thành khi mà viết thơ thì nên nghĩ rằng cái thơ này tất cả mọi người trên thế gian đều sẽ đọc, và chúng ta có cái chánh niệm đó thì lá thơ của chúng ta sẽ là lá thơ đúng chánh pháp. Khi mà mình nói ra một cái điều mà mình không có chịu trách nhiệm với cái điều nói đó, thì nó có thể đưa ra tới 100.000 cái sự rắc rối sau này. Và khi cái người kia biết được thì mình sẽ tự hỏi, không biết ai đã mắc. Thì mình nói ai mà mắc nữa, chắc là nó chứ ai nữa. Rồi mình nghi bậy, nghi bà, nghi người này, rồi nghi người kia. Mình nghi mình không có nói ra, người kia lãnh đủ. Người kia có thể là hoàn toàn vô tội, nhưng mà mình nghi cho người kia. Rồi mình không nói chuyện với người kia, mình không có chơi với người kia, mình không có nhìn người kia. Tội nghiệp cho người ta biết bao nhiêu mà kể. Và khi mình nghi thì không phải là mình chỉ nghi cho một người, ngày mai mình có thể nhìn người khác cũng thấy khả nghi, hay là nó. Thì cái người mà khổ đầu tiên là cái người đang nghi, và người đó làm khổ luôn cả những người bị nghi. Thành nó tốt hết là nên nói rằng tất cả những điều ta nói, ta cầm bằng như tất cả thế gian này đều nghe. Và vì vậy cho nên ta tránh được không biết bao nhiêu là cái khổ đau cho nội tâm và cho những người xung quanh ta. Thành ra
Thiền phái Ngô Vô Ngôn Tông phải tới đợi tới chủ nhật, nhưng mà chủ nhật hồi thứ tiên. Và chúng ta pháp đàm cho kỹ lưỡng về về cái đề tài tam giác này. Chúng ta đem những cái kinh nghiệm có thật ra, chúng ta nói với nhau, và chúng ta sẽ thấy rằng pháp môn rất là mầu nhiệm mà chúng ta có thể làm được. Và chúng ta đem ra chúng ta thực tập ngay trong cái tăng thân của chúng ta. Và chúng ta có thể trở nên cái đối tượng niềm tin và chỗ nương tựa cho chính chúng ta và cho không biết bao nhiêu là người khác. Mời đại chúng đi thiền hành. Thank you.